lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh và từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Hà Giá. Bài học hôm nay môn học tương ưng Samyut Nikaya bài 9 kinh Khâm Thừa Tự. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay và cảm ơn Hoa Nguyệt. Nam mô Bụt Thầy kính lễ Tam Bảo, kính chào thượng tọa Thích Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức, thân chào tất cả quý tu nữ quý phật tử có mặt trong chung. Hôm nay chúng ta học một bài kinh mang cái tựa đề là Apotaka Xuất Tâm. Cái chữ Putta là con cái, đúng nghĩa là con trai, nhưng mà chữ Putta sẽ nhiều, sẽ chung cho con cái. Và theo cái sấm sáng này đó, theo cái hợp cái kitaka này, tathita này thì thêm cái chữ cá ở phía sau đó, abutaka chỉ cho cái người, một người mà không có con nói dối thì vậy gọi ông đó là Apotaka, chứ không phải là không con. Thì trong cái câu chuyện quá rõ ràng về một bá hộ hay là một trưởng giả, do cái nghiệp và tiền nghiệp ở quá khứ nên hiện tại mặc dù giàu nhưng mà không có con nói dối. Khi ông ta chết thì vua tịch biên tài sản, thì vua đi đến Đức Phật, ông ấy trình bày sự việc đó, thì Đức Phật nói rằng đối với cái người thiện trí, họ có tài sản, họ không làm lợi ích cho ai hết, và chính bản thân ông ta có tài sản mà không có hưởng thụ được nữa, là giúp đỡ cho ai bây giờ? Cho nên tài sản nó kể như là nó vô ích. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng vấn đề không phải là đồng tiền, mà là cái cách chúng ta tiêu tiền. Và trong bài kinh này Đức Phật đã dạy những gì một lần nữa cho chúng ta thấy cái tính thực tiễn của đạo Phật. Mặc dù mục đích của giáo pháp này là Đức Phật dạy pháp đưa đến giải thoát, nhưng mà tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cảnh ngộ mà ngài thuyết pháp, nó vẫn có lợi ích cho hàng tại gia cư sĩ để chúng ta hiểu. Thì bài kinh hôm nay chúng ta sẽ được nghe từ tổ Pháp Đăng vị giảng sư của ngày thứ tư giảng giải ý nghĩa và trình bày cho chúng ta cách Đức Phật ngài dạy phải sử dụng tài sản như thế nào có lợi cho mình, có lợi cho người thân, có lợi cho mọi người xung quanh. Cái điểm quan trọng là ở chỗ đó. Bây giờ thì
Xin mời cô Nhật Bình đọc cho chánh kinh, rồi sau đó cũng thỉnh thượng tọa Hội Đăng giải ý nghĩa đến bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Dạ, chúng con rất là mừng khi Ngài trở lại đạo tràng. Con xin được đọc phần chánh văn. Vấn đề không phải đồng tiền mà là tiêu tiền. Bài 9, Kinh Không Con Thừa Tự, bài 1, Nam Mã. Ba Tha Má Á Bút Ta Ca Xuất Tăng. Theo lời dạy, theo lời Phật dạy, giàu có không phải là tội lỗi, mà điểm quan trọng là biết xài tiền thích đáng hay không. Xài tiền thích đáng cũng theo lời Phật dạy là biết mang lại hạnh phúc cho bản thân, cho người chung quanh và xã hội. Những Phật ngôn trong bài kinh này một lần nữa cho thấy tính thực tiễn của Đạo Phật. Nhiều người lên án đồng tiền nhưng quên rằng vấn đề không phải là đồng tiền mà là cách tiêu tiền. Tựa bài kinh này chúng ta nên dịch là Kinh Vô Tự. Một, có nghĩa là bài kinh nói về câu chuyện người giàu chết đi, không con cái thừa kế. Nhưng dịch như vậy có thể bị hiểu là Kinh Vô Tự trong Tây Du Ký. Kinh văn. Tại sao Quách Thị? Lúc bấy giờ vào buổi trưa, vua Bát Xê Na Đi, sứ Cô Sa Lá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với vua: Này Đại Vương, Đại Vương đi từ đâu đến trong giữa trưa như thế này? Bạch Thế Tôn: Có gia chủ cự phú làm về tài chánh ở Sa-quá-thi vừa mệnh chung. Người này không có con cái thừa kế, con đến kiểm kê tài sản của vị ấy để chuyển vào nội cung. Bạch Thế Tôn, con có đến. Bạch Thế Tôn có đến 8 triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Mặc dù vậy, đồ ăn của triệu phú gia ấy lại chỉ gồm cơm hẩm và súp chua. Còn y phục chỉ may là 3 tấm may bằng vải gai, di chuyển bằng chiếc xe nhỏ cũ kỹ, trang chặt bằng lá. Quả thật vậy, này Đại Vương, quả thật vậy, này Đại Vương. Một người tầm thường dù là cự phú cũng không tạo hạnh phúc cho bản thân, không tạo hạnh phúc cho cha mẹ, không tạo hạnh phúc cho vợ con, không tạo hạnh phúc cho người làm công và người phục dịch, không tạo hạnh phúc cho người đồng sự và thân hữu. Người ấy không biết cúng dường các bậc sa môn, bà la môn tu tập hướng thượng, dẫn đến bảo lành thiên giới, tạo nên hạnh phúc, đưa đến cảnh giới an lạc. Khi không sử dụng tài sản chánh đáng thì của cải người ấy rồi bị vua xung vào công quỹ, hoặc trộm cướp chiếm đoạt, bị lửa cháy nước cuốn trôi, hoặc rơi vào tay người thừa kế không ăn tình. Sự tình là vậy, tài sản không hưởng dụng thỏa đáng thì đưa đến uổng phí không vô ích. Này Đại Vương, ví như một nơi không có người sinh sống, ở đó có hồ nước ngọt trong mát sạch sẽ với bờ khả ái hữu tình, nhưng lại không có người đến lấy nước uống nước hoặc sử dụng cho bất cứ mục đích gì. Nước trong hồ được xem là vô ích vì không sử dụng, uổng phí vô ích. Cũng vậy, một người tầm thường dù là cự phú cũng không tạo hạnh phúc cho bản thân, không tạo hạnh phúc cho cha mẹ, không tạo hạnh phúc cho vợ con, không tạo hạnh phúc cho người làm công và người phục dịch, không tạo hạnh phúc cho người đồng sự và thân hữu.
Người ấy không biết cúng dường các bậc sa môn, bà la môn tu tập hướng thượng, dẫn đến quả lành thiên giới, tạo nên hạnh phúc, đưa đến cảnh giới an lạc. Khi tài sản không sử dụng chánh đáng, thì của cải người ấy sợ bị vua xung vào công quỹ, hoặc vì trộm cướp chiếm đoạt bị lửa cháy, nước cuốn trôi, hoặc rơi vào tay người thừa kế không ân tình. Sự tình là như vậy, tài sản không hưởng dụng thỏa đáng thì đưa đến uổng phí vô ích. Này đại vương, một bậc thượng nhân có tài sản lớn, biết mang lại hạnh phúc cho bản thân, tạo hạnh phúc cho cha mẹ, tạo hạnh phúc cho vợ con, tạo hạnh phúc cho người làm công và người phục dịch, tạo hạnh phúc cho người đồng sự và thân hữu. Người ấy biết cúng dường các bậc sa môn, bà la môn tu tập hướng thượng, dẫn đến quả lành thiên giới, tạo nên hạnh phúc, đưa đến cảnh giới an lạc. Khi sử dụng tài sản chánh đáng, thì của cải người ấy không bị vua xung vào công quỹ, không bị trộm cắp chiếm đoạt, không bị lửa cháy, không nước cuốn trôi, không rơi vào tay người thừa kế không ân tình. Sự tình là như vậy, tài sản hưởng dụng thỏa đáng thì đưa đến hữu ích không uổng phí. Ví như, thưa đại vương, một hồ nước không xa làng mạc, hai thị trấn, với nước trong sáng, với nước mát lành, với nước dịu ngọt, với nước trắng tinh, với bờ bến tốt đẹp và khả ái, và có người đến gánh nước hay uống nước, hai tắm hay sử dụng hồ nước ấy vào bất cứ việc gì. Như vậy, thưa đại vương, nước ấy được thọ dụng chân chánh sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổng giảm. Cũng vậy, thưa đại vương, một bậc chân nhân khi được tài sản lớn đem lại an lạc cho mình. Sự việc là vậy, các tài sản được sử dụng chân chánh sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổng giảm. Này đại vương, ví như có một hồ sen trong mát ẩn trong làng mạc, thị trấn, nơi có nước ngọt trong mát, sạch sẽ với bờ khả ái, hữu tình, thường có người đến lấy nước, uống nước hoặc sử dụng cho nhiều mục đích thích hợp. Nước trong hồ được xem là hữu ích, không uổng phí. Tương tự như vậy, bậc thượng nhân có tài sản lớn, biết mang lại hạnh phúc cho bản thân, tạo hạnh phúc cho cha mẹ, tạo hạnh phúc cho vợ con, tạo hạnh phúc cho người làm công và người phục dịch, tạo hạnh phúc cho người đồng sự và thân hữu. Người ấy biết cúng dường các bậc sa môn, bà la môn tu tập hướng thượng, dẫn đến quả lành thiên giới, tạo nên hạnh phúc, đưa đến cảnh giới an lạc. Khi sử dụng tài sản chánh đáng, thì của cải người ấy không bị vua xung vào công quỹ, không bị trộm cướp chiếm đoạt, không bị lửa cháy, không nước cuốn trôi, không rơi vào tay người thừa kế không ân tình. Sự tình là như vậy, tài sản hưởng dụng thỏa đáng thì đưa đến hữu ích không uổng phí. Như nước mát rừng sâu, không hưởng dụng cạn dần, người tầm thường có của, không hưởng cũng không cho, bậc thượng nhân phụ túc, biết hưởng biết trách nhiệm, mạnh dạn giúp người thân, không lỗi đạo sanh thiên. Thích nghĩa Amanusatthane Udakang Vaksitang, như hồ nước ở nơi không có người sinh sống. Tadabai Yamanang Mariso Samhe Tik, không hưởng dụng uống cạn dần. E quan thanh năng ca Buddhiso Lapitoa, cũng vậy, kẻ tầm thường được tài sản. Ne quát tan na phun chát tino tát đa tít, không hưởng cho mình và cũng không biết cho. Thì rơ chát huynh nhúc a thi gam mắp hồ ghê, người khôn ngoan và người hiểu biết khi giàu có. So phun chát tít kích
Chakarotahoti biết hưởng dụng và biết phận sự nên làm. Sonyatisankhangnissap, dạ con đọc sai rồi. Sonyatisankhangnissap pho paritta, người ấy mạnh dạn giúp đỡ người thân. Adinito sắp gamu về đi thà nắp thanh nành tiết, sống không gì đáng trách, người ấy sanh thiên giới. Thích nghĩa, chữ sách thí thường dịch là bá hộ hai trưởng giả, nhưng từ vựng này không đơn giản là người giàu có, mà là một người có tài sản và thế lực lớn để cho vay tiền. Có thể nói công việc của sách thí như ngân hàng thời cổ, ông cấp cô đạo cũng là một sách thí. Sắp Bodhisattva và Asap Bodhisattva thường được Hòa Thượng Minh Châu dịch là chân nhân và phi chân nhân. Trong chữ Hán và văn hóa Trung Hoa, chân nhân được hiểu như một người tu tiên đạo có thành tựu, mặc dù chưa đạt đến mức thượng thừa. Hai chữ Sắp Bodhisattva và Asap Bodhisattva ở mức độ nào đó có cách dùng giống như quân tử và tiểu nhân, bậc thiện trí và người ngu ác. Ở đây dùng chữ bậc thượng nhân và người tầm thường để chỉ cho người sống có trí tuệ, có đức hạnh đối với người thiểu trí sống với ác hạnh. Và bản chánh văn đã chấm hết bài giảng này của Thượng tọa Giác Đẳng dịch và biên soạn. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến sư. Alo. Dạ, con pháp đăng kính đảnh lễ ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Đại Trì, Đức Tề Đức, Sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào với bà thì cô thủ nữ thân chàng Phật tử. Thì bài học hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng nhé, đối với lời dạy của Đức Phật đó, trong cái vấn đề mà, trong cái vấn đề mà mình sanh ra cuộc đời này và mình tạo được cái nhân gì cho nó tốt. Bởi khi một cái người mà họ từ bóng sáng đi vào bóng tối đó, thì mình biết rằng nhé, những cái người này họ sanh ra họ giàu sang, họ đẹp trai đẹp gái, hoặc là họ có điền sản, có của cải vàng bạc ngọc ngà châu báu, nhưng mà họ lại không có biết làm những cái việc cần phải làm. Ở trong cái việc cần phải làm đó thì chúng ta thấy rất là nhiều. Ví dụ Đức Phật ngài nói rằng một người khi ở đời đó là cha mẹ đó thì biết nuôi con là cho vay nợ mới, nuôi con đó là cho vay nợ mới. Bởi vì cho vay nợ mới thì chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật ngài dạy như vậy. Vì thường thường chúng ta biết rằng á, nếu mà chúng ta có con đó, mà chúng ta nuôi con đó, là chúng ta gieo cái nhân. Gieo cái nhân là gì? Ví dụ con mình đó, mình cho, mình dạy nó không làm việc ác, mình dạy nó làm việc lành, hoặc mình cho nó học hành là giới thiệu con vào đời, hoặc là mình dựng vợ gả chồng con đúng lúc, và mình trao tài sản cho con. Đúng thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, một cái người mà có con cái đó, mình nuôi con đó, cho vay nợ mới, nuôi cha mẹ trả nợ cũ. Đức Phật nói như vậy để chúng ta hiểu rằng nhé, một người khi mà họ sanh ra họ từ bóng sáng đi vào bóng tối đó, cái đó là một cái thảm họa đối với cái sự luân hồi của người đó. Vì cái người đó có của cải, nhưng mà cái của cải người đó đó không có dám bố thí cho ai hết, không có dám đi xài cái gì hết, không có dám làm phước để gieo nhân. Bởi chúng ta ví dụ chúng ta làm phước không? Ví dụ chúng ta bố thí, hay là chúng ta
bố thí, vật thí hay tài thí, hay là mình cúng dường chùa chiền, hay là cúng dường ấn tống kinh sách, tài thí pháp thí hay là vật thí gì mình cũng có thể làm được. Nhưng mà nếu một người đó mà họ không có thiện tâm đó thì họ không có thể làm được. Bởi chúng ta thấy tâm thiện đó, làm việc được bố thí hay trì giới hay tu thiền hay là cung kính hay là phục vụ hay hồi hướng phước tùy hỷ phước hay là tính pháp thuyết pháp hay là cải chánh tri kiến, những cái điều đó thì chúng ta biết rằng một cái người mà sanh ra làm người mà họ không có teo gieo được cái nhân nào hết, những vị sa môn bà la môn họ cũng không cúng dường, rồi cha mẹ họ cũng không có nuôi để trả nợ cũ, rồi bạn bè họ không có giúp đỡ, rồi xóm giềng đó không có gieo những cái thiện nhân. Bởi chúng ta thấy bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự, đó là những cái nhiếp pháp mà họ không dám cho ai hết thì họ không có thể nào có những nhiếp pháp này. Chính vì như vậy chúng ta thấy rằng vì họ cái tâm của họ đó nó bỏng sẻn như vậy đó, họ rất là dễ sanh ngã quỷ quý vị. Bởi bình thường quý vị thấy cũng là những cái tâm bất thiện, nhưng mà tâm tham bỏng sẻn, tham nó tạo cho mình thành bỏng sẻn, có nghĩa là mình giữ của theo đó thì giữ của cho người khác thôi. Ví dụ như ông triệu phú này, tài sản của ông rất là nhiều, vua chở rất là nhiều ngày như vậy, nhưng mà ông không có dám ăn xài, không có dám nuôi cha nuôi mẹ, không có dám nuôi vợ nuôi con, không có dám cho tôi tớ, rồi giúp đỡ bạn bè, rồi bố thí sa môn bà la môn cho người bần hàn nghèo khổ. Như vậy ông có một cái thiện tâm nào ở trong cái sự giàu sang của ông đó. Nên chúng ta hiểu rằng Đức Phật đã dạy có hạng người đó từ bóng sáng đi vào bóng tối. Chính cái hạng người này là cái hạng mà ở đây, là cái nghĩa là chúng ta thấy rằng người đó sanh ra có của cải, nhưng cái hồ nước bự vậy đó, nhưng cái hồ đó ở trong rừng, hoặc là cái hồ đó được xây kín lại rồi đẩy kín lại, không có một cái loài chim chóc nào uống được, không có loài dế trùng nào mà uống được, hoặc là không có loài khỉ, loài vượn, loài chó, loài mèo gì uống được cái nước này hết. Bởi chúng ta thấy rằng tất cả những cái loài vật nó đều uống nước. Chúng ta thấy con dê, con cừu, con bò, con trâu, con chó, con mèo, con chuột, tất cả những loài đó đều uống nước. Mà một cái hồ nước đậy kín như vậy đó không có lợi ích gì hết. Cái hồ nước đó chỉ để đó thôi. Có cái hồ nước đó cũng giống như người đó giàu có, mà cái giàu có của họ nó không có tạo được một chút công đức nào hết. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng họ không có cái thiện tâm. Họ không có thiện tâm. Và chính cái không có thiện tâm của họ đó, họ không tạo được cái nhân để họ sanh được làm người, làm chư thiên, mà họ chỉ sanh làm những loài ngã quỷ thôi. Nên bình thường quý vị thấy ở những cái loài ngã quỷ ở bên vách tường đó, vì nó tiếc nuối của cải, nó chết nó sanh làm ngạ quỷ. Những cái của cải đó nó không có đem được. Và cái thân ngạ quỷ đó thì quý vị thấy trong kinh mô tả là cái đầu bự, cái bụng bự, nhưng mà cái cổ nó nhỏ như sợi chỉ vậy quý vị. Như vậy tại sao vậy? Cái cổ nó nhỏ như sợi chỉ, nó không có thể nào ăn uống gì được. Cái đầu bự, cái thân hình bự, những cái cổ nó nhỏ như sợi chỉ vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái loài, những cái chúng sanh nó sanh ra kỳ dị đó, nó không phải là từ ai hết, mà từ cái nghiệp, từ cái tâm của họ, từ cái tâm bọn sẻn. Ví dụ chúng ta thấy rằng một người ở đời đó, họ nuôi con cái của họ đó cũng gọi là bố thí. Cái bố thí đó đó, họ nuôi con cái của họ cũng là một cái thiện nghiệp để họ kiếp luân hồi họ được nuôi lại. Như vậy là quý vị thấy có một cái nhân quả. Một cái nhân quả thầm kín đối với cái cha con hay vợ chồng, nó cũng là một cái nhân quả trong cái sự gieo nhân trả quả. Mà Đức Phật thì nói rằng nuôi cha mẹ là trả nợ cũ, nuôi con thì cho vay nợ mới, rồi mình ăn uống là đổ xuống hố sâu, rồi mình giúp đỡ bạn bè là mình trải đường mà đi, làm phước để dành, ví dụ như vậy. Thì một cái người mà họ có của cải nhưng mà không có làm được cái gì đó, thì chính cái tâm tham bọn sẻn đó cũng là tâm tham. Tâm tham này là nghĩa là nó bó buộc, không có dám ăn xài, không có dám cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho sa môn, bà la môn. Không có dám cho. Thậm chí có người, những cái người này nếu có cho chút xíu, họ cũng kể ơn nữa quý vị. Họ cũng kể của cải của họ. Thật sự là những người như vậy đó, không phải là họ bố thí đâu quý vị. Có nghĩa là họ với cái tâm của họ, bởi vì cái bố thí là trang nghiêm tâm, bố thí để vứt bỏ,
mà những người mà nhiều khi họ cho ai ăn họ cũng kể, cái người như vậy nó không phải là cái người bố thí của gì. Bởi vì chúng ta thấy cái tâm của người bố thí là cái sự dứt bỏ. Nên cuộc đời chúng tôi cũng thấy một lần mà chúng tôi thấy một lần nó cười lắm. Chúng tôi hồi đó chúng tôi ở với sư trưởng đó, có cái cô đó cô cúng dường với sư trưởng một số đồ đó. Sau này cổ kể rồi cái cổ lên cổ chở đồ đó đi luôn quý vị, cổ đem xe luôn cổ chở đồ đó đi. Chúng tôi thấy chúng tôi chỉ lắc đầu thôi, chúng tôi lắc đầu mà chúng tôi cũng không ngờ là ở đời cũng có những cái người mà kỳ lạ như vậy. Họ cúng dường xong rồi bây giờ là họ kể rồi họ lên họ chở bàn ghế họ chở mấy cái đó về lại. Mình thấy trong cuộc đời mình mới thấy được cái chuyện đó quý vị. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái người mà họ bố thí, họ trang nghiêm tâm là khác, họ bố thí để họ kể công là khác. Mà những người như vậy họ không phải là họ thật sự là bố thí quý vị. Nên Đức Phật ngày dạy cái nghĩa là người có của cải đó, họ nuôi cha nuôi mẹ, họ nuôi cha nuôi mẹ không kể công, nên là gọi là trả nợ cũ. Bởi vì thường thường chúng ta cứ nghĩ đi, một cái người mà còn nhỏ đó, cha mẹ mình khuyên mình không làm việc ác, rồi cha mẹ mình khuyên làm việc lành. Nên nhiều khi chúng tôi thấy chúng tôi đi giữ những cái người mà họ già đó quý vị, những người họ gần chết đó, họ gặp những đứa con mà nó ngổ nghịch đó, những đứa con mà nó hư hỏng đó, cái người đó lúc mà trước khi chết đó, họ còn kêu mấy đứa đó tới rồi họ nói chuyện mà họ khóc đó. Nên chúng tôi nói đó, nhiều khi cha mẹ đó khuyên con không làm việc ác, mà con nó làm việc ác đến lúc mà cha mẹ nhắm mắt cha mẹ cũng không yên tâm nữa. Rồi cha mẹ khuyên con làm việc lành, nếu mà cha mẹ thấy con làm việc lành đó, thì cha mẹ vui mừng. Nên cha mẹ mà lúc lâm chung đó, người cha người mẹ cũng an nhiên mà mất, chứ không có phải mà buồn rầu vì đứa con đó ngỗ nghịch rồi nó ăn chơi trác táng rồi nó phá làng phá xóm, nó làm cho đầu làng cuối xóm nó là những cái tiếng tâm xấu xa. Nên những cái người mà họ có con mà khi mà về già mà họ thanh thản họ ra đi đó, thì họ thấy con họ trưởng thành. Nhưng mà có những người đó họ thấy con của họ không trưởng thành đó, lúc mà họ lâm chung đó họ còn khóc đúng quý vị, họ còn khóc, họ còn ứa lệ khi mà nhắc đến những đứa con đó. Nên chính vì một cái tình thân bên mà Đức Phật ngày dạy đó, nghĩa là mình nuôi con là cho vay nợ mới, nhưng mà con mà nuôi cha mẹ là trả nợ cũ. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật ngày dạy một cái người ở đời đó, mình biết giữ gìn thân thể của cha mẹ mình. Bởi vì cha mẹ mình đó, là lúc mà mang thai mình đó, cha mẹ mình đi cầu nguyện chùa này miếu kia để sanh ra mình. Rồi cha mẹ mình đó, cái nghĩa là mình phải biết giữ gìn tài sản. Tài sản cha mẹ mình làm cực khổ, mình phải biết giữ gìn. Mình biết giữ gìn hoặc là mình làm sao đó cái tài sản đó nó không có bị mòn mỏi, nó không có đi tới kiệt quệ. Đó là những đứa con mà gọi là có phước, những đứa con có hiếu. Rồi biết nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, rồi khi cha mẹ mất biết làm phước hồi hướng cho cha mẹ. Nên nhiều khi một cái người họ thừa hưởng cái tài sản của cha mẹ của họ, nhưng mà họ thỉnh thoảng làm phước thôi. Nhưng mà nếu mà họ nhớ cái ơn cha mẹ của họ thật sự đó, thì họ làm phước thường thường, thường thường làm phước vì cha vì mẹ của họ. Nhưng mà chúng ta thấy ở đời đó, cái hạng người như vậy nó rất là ít, rất là ít. Nên thường thường chúng tôi đi những cái đám tùng thất rồi đó, chúng tôi nói nhiều khi mấy thầy nói 49 ngày là đi tái sanh rồi, nhưng mà quý vị thấy không, tổ đó cúng tổ cúng hoài, năm nào cũng cúng tổ. Như vậy á, thì nếu mà nói rằng cái người đó chết rồi đi rồi thì cúng chi, không có nghĩa là như vậy. Mình vẫn làm những cái thiện nghiệp là nhớ ơn cha mẹ, mình vẫn làm những cái thiện nghiệp đó vì cha mẹ. Bởi vì cha mẹ mình có chết rồi, thầy tổ mình có chết rồi, mình bố thí cúng dường đó, thì mình cũng vẫn được tiếng khen của gì. Tiếng khen là gì? Người ta nói người học trò để nhớ ơn thầy, hoặc đứa con để nhớ ơn cha mẹ, nên nó thường cúng như vậy. Nên quý vị thấy rằng một cái người mà khi mà làm việc thiện đó, mình có làm hoài đi nữa người ta cũng khen mình thôi. Nhưng mà khi mà mình không có làm việc đó là mình không có làm phước để hồi hướng cho cha mẹ mình quá dạn. Bởi vì thật sự đó quý vị biết rằng một cái người sống ở đời đó, họ biết được đó, thì cái việc mà làm phước đó họ thường làm,
Và chúng ta cũng giống như mà Đức Phật gọi là cái loại ngựa, mà loại ngựa thứ ba vậy đó. Loại ngựa thứ ba là dơ roi, đánh một roi mà con ngựa mới chịu chạy đó. Có nghĩa là được ví dụ như một người đã thấy cha mẹ mình chết rồi, mình làm phước, mình tu tập vậy đó. Mình gọi là giống như bây giờ mình đã gọi là con ngựa mà móc vô rồi đánh cho nó một roi rồi nó chạy đó. Giống như bây giờ thấy cha mẹ mình chết rồi, bây giờ mình tu, mình nói tu ở đây là tu làm phước đó quý vị. Mình bố thí đó cũng là tu đó quý vị, gọi là bố thí ba la mật ấy. Vì cha vì mẹ mình cứ bố thí cúng dường thường xuyên như vậy thì cái tiếng lành cha mẹ mình á, nếu mà mình nói thật sự chứ, bây giờ mình gặp đứa một người nào đi, bữa nào cũng đặt bát cúng dường, nói bạch sư con cúng dường này hồi hướng phước cho cha mẹ, thì chư tăng vẫn biết là cái người này thật sự là người rất có hiếu. Dù là cha mẹ của họ không phải là giáp năm họ mới làm một lần, mà họ thường nhớ cha mẹ vì họ thừa hưởng cái tài sản của cha mẹ họ. Nhưng mà những người đó họ mà không có cái tâm á, thì giống như con ngựa quýnh chết vậy đó, họ cũng làm phước cho lấy lệ lấy có thôi. Đến lúc mà họ chết rồi họ cũng không có tu cái phước được, họ cũng tu cái phước được nữa, đừng nói tới giữ giới, đừng nói tới tu thiền. Thành ra chúng ta hiểu một cái người mà Đức Phật này dạy ở đây á, cái ông này quá bỏng sẻn đi, chắc chắn là sau khi chết ông sanh vào địa ngục hay là ngã quỷ thôi. Vì cái tâm mà không có cái nhân của quý vị. Bởi quý vị thấy không, ở trong A Tỳ Đàm á, thì cái tâm thiện á, là nghiệp. Bởi vì thiện, cái sở hữu tư đó hợp với cái tâm đại thiện đó, nó sẽ tạo cái cháo quá ná, cái động lực nghiệp, nó cho ra nghiệp báo nghiệp. Động lực thứ nhất, động lực thứ bảy cho sanh báo nghiệp là kiếp sau. Còn năm cái động lực giữa cho ra hậu báo nghiệp. Nếu người đó làm thiện đó, thì người đó biết bố thí là một cái tâm thiện. Như vậy là cái tâm thiện giới người đó nhiều. Nhưng mà cái người mà họ suy nghĩ hoàn xuyên thì họ lại khác quý vị. Họ suy nghĩ hoàn xuyên thì họ lại nghĩ khác. Nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì một cái người mà nuôi cha hay là nuôi mẹ, nuôi cha mẹ là trả nợ cũ, nuôi con cho vay nợ mới. Hoặc là họ làm phước khi cha mẹ quá giảng, làm phước để hướng cho cha mẹ. Nhưng mà nếu họ làm thường đó thì chắc chắn là những người này đó, họ sống đúng với pháp của Đức Phật dạy, chứ không phải là mình nói đâu, một năm mình làm đám giỗ một lần, không phải vậy quý vị. Một năm mình làm đám giỗ một lần, chúng ta giống như con ngựa đánh chết luôn đó, mà cũng không chạy đó. Đức Phật nói rằng giống như bây giờ người ta làm lấy lễ có thôi, năm đúng ngày chết người đó làm giỗ vậy thôi. Nhưng mà thật sự đó, một cái người khiến họ hiểu đó, họ làm phước lúc nào họ cũng nhớ đến cha mẹ họ. Nhưng mà nếu họ nhớ đến cha mẹ họ đó thì mọi người xung quanh cũng biết rằng người này có rất có hiếu. Tại vì có hiếu đó, họ có thân khẩu ý, họ mới làm việc thiện đó được. Còn những người mà họ không có ý nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh thì họ không làm. Nên thường thường chúng tôi á, đi những cái đám mà người ta nói 49 ngày, 21 ngày, chúng tôi nói rằng mình cứ nghĩ đi. Mình cứ nghĩ đi, nếu mà cha mẹ mình ngày xưa mà không có nuôi mình á, 3 năm hay là nuôi mình ăn học nhiều năm á, thì biết bao nhiêu tiền của cha mẹ mình. Thậm chí có nhiều người khi mà về già đó, nuôi cha mẹ chỉ còn chừng 1-2 tháng thôi là cha mẹ chết rồi. Chứ không có nuôi, không có giống như là cha mẹ nuôi mình. Nhưng mà nếu người đó mà nghĩ rằng nhé, mình thừa hưởng tài sản của cha mẹ mình, biết bố thí cúng dường thường xuyên đó, để nó gọi gì, làm cái hạnh tu của mình, cái hạnh tu của mình, một cái hạnh tu thật sự là của mình. Chứ đừng nói đến mình tu cái gì, mình tu cái hạnh bố thí vì cha vì mẹ của mình thôi. Mình cũng tạo cái thiện nghiệp công đức đó. Như vậy đó, thì Đức Phật nói rằng một người mà tri ân và báo ân đó, Đức Phật cũng nói khó tìm trong đời này. Nhưng mà nếu mình làm phước hồi hướng cho cha mẹ mình đó, thì Đức Phật cũng gọi là người khó tìm ở trong đời này. Nên Đức Phật nói rằng tri ân và báo ân đó là hai cái hạng khó tìm trong đời này. Họ tri ân là họ biết ơn, họ thọ ơn người đó một cái nào đó, thì họ biết ơn cái người đó. Ví dụ chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất ấy, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài chỉ nghe Ngài Sanh Chế Giá giảng có 4 câu kệ thôi, bắn tắt thôi. Mà Ngài nhớ ơn đến suốt đời, lúc nào Ngài ở đâu á, thì Ngài Sariputta đều quay cái đầu hướng đó hết. Quay cái đầu quán hướng của Ngài Sanh Chế Giá, của Ngài một trong năm anh em Kiều Trần Như đó quý vị. Là cái vị thầy... cái vị thầy đầu tiên mà Ngài Upatissá Ngài gặp á, Ngài gặp và Ngài nghe 4 câu kệ thôi, và Ngài nhớ ơn cái sự thuyết giảng đó. Nên lúc nào Ngài
Thì biết ngày vị đó, vị thầy của mình ở đâu đó, thì đều quay đầu hướng đó. Như vậy thì Đức Phật nói rằng cái người mà họ biết ơn đó, và họ trả ơn đó, thì họ luôn luôn suy nghĩ mình được nghe pháp là một thiện tâm. Mình được nghe pháp là một thiện tâm, bởi vì bố thí hay trì giới hay là thính pháp, thiết pháp là một thiện tâm. Một người thiết pháp và mình thính pháp, nó cũng là một thiện tâm. Và nhờ cái thiện tâm đó, đó mà mình được liễu ngộ. Một là mình chứng ngộ được đạo quả, hai là mình rũ bỏ tà kiến trước khi mình chết. Đó là cái người họ có cái sự suy nghĩ sâu sắc. Thì cũng như vậy, quý vị biết rằng mình nuôi cha hay nuôi mẹ, nuôi vợ hay nuôi con, hay là bố thí do sa môn, bà la môn chẳng bằng cho người nghèo khổ, đó là một cái thiện nhân. Bởi vì chúng ta thấy không, vô minh và hành nó là nhân quá khứ, ở trong đó có phúc hành, mới phúc hành mới đưa đến thức đi tái sanh. Nên quý vị đấy, ông học trong thập nhị nhân duyên đó, vô minh và hành là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Như vậy trong vô minh và hành nó có phúc hành, phúc hành thì nó đưa ra cái thức đi tái sanh, đó là 13 tâm tái tục tam nhân, đó là 9 tâm quả đáo đại và 4 tâm quả dục giới hợp trí, thọ hỷ thọ xả. Như vậy 13 cái tâm này đó tục sinh làm người tam nhân, thì rõ ràng là người tam nhân thì người đó phải có cái thiện nhân. Cái thiện nhân chính là cái tâm thiện dục giới hợp trí, có trí suy nghĩ về cái ân đức của cha mẹ, suy nghĩ về cái nhân quả, suy nghĩ về ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, suy nghĩ về nhân quả, suy nghĩ về ân đức cha mẹ, thì chính là những cái tâm thiện dục giới hợp trí này để cho mình sanh làm người tam nhân, mình mới có thể chập thủng được vô minh và có thể chứng được thiền định. Còn cái người mà họ không có cái thiện nhân đủ trí đó, họ chỉ là những cái tâm thiện ly trí thôi đó, thì có nhị nhân thôi, thì họ chỉ sanh làm người để hưởng cái quả thôi, chứ họ không thể nào chứng được thiền định đạo quả. Chính vì Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái quan trọng của một người đó, khi mà họ nhớ ơn cha mẹ và họ nghĩ rằng vì cha mẹ của mình mà tu hạnh bố thí, đó là một cái tâm thiện hợp trí, suy nghĩ về cái tinh thần cha mẹ mình nuôi mình lâu dài, bao nhiêu năm mang thai, rồi bao nhiêu năm nuôi dưỡng, rồi bao nhiêu năm cho mình ăn học. Nên nhiều khi quý vị biết là mỗi lần chúng tôi đi á, chúng tôi thấy kẹt đường á, chúng tôi biết là tan học. Bởi vì tan học á, cha mẹ đi rước con á, thành ra kẹt đường quý vị. Cha mẹ đi rước con thì nó kẹt đường. Nhưng mà mỗi lần kẹt đường á, chúng tôi biết chắc chắn là những cái học sinh tan trường. Nên ở gần chùa chúng tôi, quý vị biết chúng tôi có cái trường mà nó chi kế bên chùa Từ Thiện đó. Mà mỗi lần mà gần tan trường á, là xe phụ huynh chạy đến đầy hết trơn luôn. Đầy luôn cái đường, ở trong cái đường tránh vậy đó, mà đầy hết xe luôn. Xe chạy ào ào, thì chúng tôi biết đây là cái ngày cha mẹ đi rước con đi học về mỗi ngày như vậy. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng mấy chục năm á, mình đi học, cha mẹ mình đưa đón mình, cha mẹ mình cho mình vay rất là nhiều, và mình làm bao nhiêu cho mình trả ơn cho cha mẹ. Thật sự đó, nên Đức Phật nói rằng nếu mình suy nghĩ cho rõ ràng đó, mình trả ơn cho cha mẹ, nó không phải mình làm phước đám dỗ giáp năm hay là mãn tan hay tiểu tường đại tường như vậy là đủ đâu quý vị. Thật sự nó không có thấm thía gì hết, không có thấm thía gì. Nhưng mà thường thường người ta nói nước mắt chảy xuôi, tại vì đời đó họ sống theo đời chứ không sống theo đạo. Nếu mà họ sống theo đạo thì lại khác quý vị. Họ nhớ cha mẹ, họ vì cha mẹ của họ họ bố thí cúng dường, chứ họ không bao giờ họ kể lễ, nó không bao giờ kể lễ. Họ bố thí vì họ nghĩ rằng đây là một thiện nhân để họ sanh làm người tam nhân, họ có thể là người hợp trí, có thể chứng thiền định đạo quả được. Tại vì thật sự Đức Phật nói rằng mình tin nhân quả đó là một cái đức tin đặc biệt. Tin Phật, tin pháp, tin tăng và tin nhân quả là một mắt xích đặc biệt. Và cha mẹ cũng là một cái mắt xích nhân quả quý vị. Bởi vì nuôi con là cho vay nợ mới, nuôi cha mẹ là trả nợ cũ. Như vậy á, và chúng ta nghĩ rằng mỗi kiếp chúng ta sanh làm người, chúng ta thọ ân cha mẹ rất là nhiều. Thọ ân cha mẹ không có thể nào kể được. Nên á, một cái người tu đó, họ luôn luôn họ tu, họ nhớ ơn cha mẹ của họ. Họ tu như vậy. Và cha mẹ cũng có rất là nặng nợ ở cuộc đời này. Nếu Đức Phật dạy cha mẹ khuyên con không làm việc ác đó, nên quý vị thấy rằng nếu mà con mà làm việc ác đó, là đã làm cho người ta kêu cha mẹ mình ra người ta nói rồi. Nên một cái người mà suy nghĩ rằng cha mẹ mình chỉ muốn mình làm việc thiện thôi, mình làm việc ác, cha mẹ mình lúc chết nhắm mắt đó, cũng khóc lóc với mình,
Nên nhiều khi chúng tôi đi đám ma, chúng tôi thấy trường hợp này rất là nhiều quý vị. Họ khóc lóc trước đứa con đó, năn nỉ đứa con đó, đừng có như vậy, như vậy, như vậy. Lối xóm người ta mắng chửi cha mẹ. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà họ suy nghĩ được đó, thì họ mới thấy được cái ân đức của mẹ cha. Rồi nuôi con đó, là mình phải dạy con đó, là không làm việc ác, làm việc lành. Để cho con mình ăn học, rồi gọi là giới thiệu con vào đời, để dựng vợ cả chồng của đúng, đúng lúc. Và cuối cùng đó, thì mình cũng lên bàn thờ, gọi là trao tài sản cho con đúng thời. Thì quý vị thấy rằng không có một người nào trên cuộc đời này mà đem cái tài sản đi. Nhưng mà nếu mình không có con đó, vì mình không có gieo nhân quý vị. Nên thường thường quý vị thấy bây giờ cái xã hội Tây Phương hay là cái trào lưu hiện tại bây giờ nó cũng rất là rối loạn. Rối loạn có nghĩa là họ sống có hưởng dục thôi, họ không muốn nuôi con. Họ nuôi con, họ sợ xấu xí, rồi già lụm cụm này cái nọ, nặng nề nuôi con nuôi cái. Những cái điều đó là họ suy nghĩ. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì Ngài dạy rất là rõ ràng. Nuôi con thì cho vay nợ mới, nuôi cha mẹ là trả nợ cũ. Như vậy thì cái xã hội Đông Phương, một lời dạy của Đức Phật ở cái phương Đông ấy, gần như là cái người Việt Nam hay là những người Đông Á đó, họ luôn luôn đó, là họ nhớ ơn cha mẹ, nuôi cha mẹ. Còn mình nếu mà sống thêm một cái trào lưu khác thì nó lại có một cái hay cái dở khác quý vị. Cái hay cái dở khác nó, người ta cũng phải làm sao cho nó phục vụ được những cái người già. Thí dụ như có những một số người họ suy nghĩ thì không cần có con, về già họ vô trại dưỡng lão họ ở. Cái đó là họ cũng phải đóng tiền, đóng bạc, đóng này kia nọ đủ. Cái nào nó cũng có cái khổ. Và cái nào đó, ví dụ mình ở dưỡng lão mình chết rồi, đâu có ai nhớ mình. Nhưng mà nếu mình có cha có mẹ theo kiểu người Việt Nam đó, thì họ cũng nhớ cha mẹ, cũng làm dỗ cha mẹ được năm, được một lần, cũng còn được bố thí cúng dường cho người này người kia, nếu mà họ biết cách đó, họ làm. Như vậy chúng ta thấy rằng nhé, thật sự đó, cái nền đạo đức của Phật giáo đó dạy á, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con, giúp đỡ tôi tớ, cúng dường sa môn và la môn, đó là những cái thiện nhân quý vị. Chúng ta biết rằng cái đó là thân khẩu ý thiện để mình làm được cái việc lành này. Thân khẩu ý thiện để mình làm việc lành này. Nếu mà mình hiểu sâu sắc đó là thân khẩu ý thiện để mình làm việc lành. Còn nếu mình hiểu theo cái trào lưu, theo cái truyền thống thì lại khác. Nhưng mình hiểu theo cái tinh thần thiện nhân thiện quả đó thì lại khác. Bởi vì mình bố thí với thân khẩu ý thiện đó là nhân, nhân để cho mình tục sinh làm người trở lại. Nên thường thì Đức Phật này cũng nói, một người mà hiếu thảo cha mẹ sau khi chết cũng sanh lên cõi trời. Chúng tôi có một lần chúng tôi nghe cái câu chuyện mà tiền thân của Đức Bồ Tát đó, Ngài kể về một cái vị tỳ khưu mà bây giờ đó là không có bị một cái câu chuyện mà vị tỳ khưu đó đó hiện tại bây giờ có hiếu. Nhưng mà Đức Phật thì kể lại trong quá khứ đó là nghe lời vợ đem chôn cha, đem chôn mẹ. Nhưng mà rồi có một đứa cháu thấy cha mẹ mình á, là đem chôn ông bà nội. Nên đứa cháu đi đào một cái lỗ, thì người cha hỏi chi vậy, nói đào cái lỗ này để mai mốt ông cha mẹ già con bỏ trong cái lỗ này. Ông bà già nghe vậy sợ quá. Quên cái ông cha nghe vậy sợ quá, không có nghe lời vợ để chôn cha mẹ mình lúc về tuổi già bệnh hoạn. Thì quý vị biết rằng Đức Phật kể lại cái đó đó, chính đứa bé đó là Đức Bồ Tát. Còn cái vị tỳ khưu bây giờ đó, hồi xưa đó, là cha của Ngài nghe lời người vợ đem chôn cha, đem chôn ông bà nội, nên đứa bé đó mới đào cái lỗ để chôn cha của mình. Mà cha mình thấy vậy sợ quá, mới về nghe là đứa con đánh cho bà vợ một trận, đuổi bà vợ ra, và bà vợ ăn năn sám hối. Và Đức Bồ Tát nói rằng nhờ vậy á, mà cái người cha đó không có phạm tội và được sanh lên cõi trời. Còn nếu mà người cha mà nghe lời bà vợ đó mà chôn sống ông bà nội đó thì đã đọa xuống địa ngục rồi. Thì quý vị mới thấy những cái câu chuyện đó, mình thấy rằng vì cái thiện nhân, mình nuôi cha mẹ là một thiện tâm, mình có thân khẩu ý để làm việc thiện đó, nên đó là một thiện tâm quý vị. Một thiện tâm đó nó sẽ cho ra một cái thiện quả.
Nên thường thường mình nghe nói rằng hiếu thuận quần sanh, hiếu thuận tử, mẹ ngỗ nghịch quần sanh ngỗ nghịch nhi. Nếu mà cha mẹ mà là người sống mà nuôi con đó, cũng là một việc thiện. Bởi vì một cái người, một chúng ta thấy một xã hội đó, nếu mà cha mẹ mà nuôi con ăn học đàng hoàng, cho dạy con làm việc thiện, khuyên con không làm việc ác, cho con học hành để giới thiệu con vào đời, dựng vợ ở chồng con cái đàng hoàng, rồi trao tài sản cho con cái đàng hoàng, thì những người cha người mẹ như vậy thật sự là ân đức rất là lớn. Và mà con đó, nuôi cha mẹ là trả nợ cũ. Những cái điều này đó là một cái tinh thần nhân quả. Khi một người mà Đức Phật là từ bóng sáng đi đến bóng sáng đó, còn những người mà từ bóng sáng đi vào bóng tối ấy, thì họ có của cải đó, họ không bao giờ sử dụng cái của cải đó để tạo thiện nhân, không nuôi cha nuôi mẹ, không nuôi vợ nuôi con, không nuôi, không bố thí cúng dường sa môn bà la môn, không giúp đỡ cho những người bần hàn, không có cho người ăn kẻ ở, thậm chí súc vật đó, họ cũng không có cho ăn đàng hoàng. Như vậy những người như vậy đó là họ không có thiện nhân từ cái thiện tâm của họ. Bởi chúng ta có cái tâm thiện đó, chúng ta mới nghĩ thân hành thiện, chúng ta mới có cái khẩu hành thiện. Một người mà không có cái tâm hành thiện thì khẩu không có hành thiện được, tâm mà cái thân không có hành thiện được. Bởi vậy Đức Phật nói rằng ý dẫn đầu các pháp là vậy, ý suy nghĩ, ý tạo tác, rồi cái thân biểu tri và khẩu biểu tri là do sắc tâm để điều khiển thân và khẩu. Như vậy thì ở trong cái bài học hôm nay đó, cho chúng ta thấy rằng một cái thiện nhân đó là một cái hành động mà Đức Phật gọi là người từ bóng sáng đó, đi vào bóng sáng là một hành động tốt mà Đức Phật khen. Còn người từ bóng sáng đi vào bóng tối là Đức Phật chê. Đức Phật chê vì người đó không có cái phúc hạnh, không có một thiện hạnh thân khẩu ý thiện hạnh, không có thiện hạnh để bố thí cúng dường, nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con cho sa môn bà la môn, không có những thiện hạnh đó. Nên một người không có thiện nhân thì không có thiện quả của gì. Bởi chúng ta thấy tâm dục giới nó cũng có tâm thiện, nó cho ra tâm quả. Tâm thiện giới cho ra tâm quả dục giới để tái sanh vào bảy cõi dục giới. Và cũng gọi là Bồ Tát hành hạnh bố thí nữa quý vị. Nếu một bố thí cũng gọi là bố thí sắc á, hành hạnh bố thí. Như vậy thì thật sự là người đó tốt đẹp hai mặt lắm. Hiện tại người ta khen là con có yếu, và người đó cũng tương lai cũng có thể đặt chứng đạo quả, và cái kiếp lai sanh dễ dàng sanh lên cõi trời. Vì Đức Phật này tuyên bố mà có hiếu với cha mẹ là sanh lên cõi trời. Thậm chí đã nói Đức Phật dạy người nữ mà tôn thờ chồng nó cũng được sanh lên cõi trời. Còn người nữ mà họ lang tâm tắc nết thì họ lại khác cái gì? Bởi vì bằng cái thân khẩu ý bất thiện nên họ mới lang tâm tắc nết. Như vậy họ không thể nào sanh lên cõi trời được. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đó thì con xin trình bày và biết như trình bày như vậy. Bây giờ phần phước nào phát sanh được kính dâng lên chư tôn đức tăng chia đến quý vị, xin hồi hướng đến chư thiên, hồi hướng đến cha mẹ của quyền thực tổ nào qua giảng, thầy tổ nào qua giảng. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng đại giác đẳng chủ trì cái buổi thảo luận bài học hôm nay. Với cái phần nào trình bày mà con chưa có làm sáng tỏ lắm, thỉnh thượng tọa điều học. Sa thú kính trình tọa pháp đằng với pháp thoại vừa rồi. Bây giờ chúng ta bước sang phần thảo luận. Mấy hôm nay thì tôi siêu không có khỏe, và từ hồi đầu hôm nay thì tôi cũng còn những bệnh, nhưng mà thì tôi đã vô dụng. Bất thì tôi siêu thì tôi khoan hỷ giải thích là nếu mình có phước mà mình không hưởng được đó, thì có nên gọi là có phước không? Và thì tôi có thể nói thêm được là tại sao mà có những người có phước mà lại không hưởng được, do cái nhân nào? Xin kính thỉnh thượng tọa. Anh là một thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, cái câu mà nói rằng có phước mà không hưởng được, cái đó chúng ta phải nói rõ hơn.
Vì khi một người có bố thí, thì họ tạo phước vật chất. Sau này họ sinh ra, họ giàu có. Có tiền của thì như vậy gọi là có phước. Nhưng mà gọi là không hưởng được là tại vì người này thiếu cái phước khác. Tức là người này thiếu cái phước đức hoặc thiếu cái phước trí. Người đời thì họ nghĩ rằng chỉ có người được tài sản tiền của nhiều thì mới gọi là có phước, mà họ không nghĩ đến cái âm đức ở bên trong, tức là nó duy trì được cái phước, duy trì được Phật. Còn như trường hợp của cổ ông Trường Phú này đó, cũng có hộ này. Ở trong cái câu chuyện của bài kinh hôm nay đó, thì Đức Phật đã giải thích cho vua Vasenadi ở trong một cái chỗ khác, trong một đoạn kinh khác cũng là bài kinh này, trong kinh Hóa Cú. Thì lúc đó ông vua Vasenadi hỏi Đức Phật là nguyên nhân gì mà ông ta không có con, là nguyên nhân gì mà ông ta có tài sản mà ông ta phải sống nghèo khổ gì ông ta hưởng được. Thì Đức Phật này giải thích hai cái câu chuyện. Một cái câu chuyện là tiền thân của Bà La Môn này cũng có lần đó thời Đức Phật, thời không có Phật chánh đẳng chánh giác, chỉ có chưa giác thôi, thì hàng ngày ông ta không có làm phước. Nhưng mà một ngày kia, khi mà ông ta vừa bước chân ra khỏi nhà đi công việc ở hàng xóm, ông ta gặp một vị Phật đồng giác đi khất thực ngang nhà. Lúc đó ông ta cao hứng, ông ta mới bảo, ông ta mới nói với vợ nhà, bảo với vợ lấy thức ăn đặt bát cho bố thí cho cái vị sa môn này. Người vợ nghe nói như vậy thì người vợ nghĩ trong tâm thật là hoan hỷ, hôm nay tại sao ông Bà La Môn này lại có cái tâm bố thí như vậy. Cho nên bà nhân đó mới chuẩn bị sắp xếp vật thực loại ngon thượng vị để đặt bát cho Đức Phật Đồng Giác và cúng dường nhiều. Nói về ông Bà La Môn đó, khi mà đi làm công việc ở hàng xóm về, ông ta kịp về tới nhà thì lúc đó Đức Phật Đồng Giác này đang bước đi trên đường, ngày chưa có đi khỏi, thì chúng ta mới nghĩ trong bụng, không biết là nữ Bà La Môn đã đặt bát như thế nào. Chúng ta muốn bước đến, chúng ta dỡ nắp bát ra, lấy dỡ nắp bát của ngài ra thì thấy có những vật thực thượng vị
và dồi dào thì chúng ta khởi lên cái tâm tiếc nuối. Ông ta hối tiếc như vậy đó, cho nên cái sự phát tâm lúc ban đầu đó, khiến cho ông ta sanh ra nhiều đời nhiều kiếp, kiếp nào sanh ra cũng được giàu có, làm triệu phú, làm bá hộ, làm trưởng giả. Nhưng mà vì cái trọng tâm sau đó, ông ta hối tiếc những gì mình đã bố thí. Vì vậy mà ông ta bị vướng mắc cái tâm keo kiết bổn sẻ này, mà ông ta mặc dù làm trưởng giả, có đầy đủ tài sản vật chất, nhưng mà ông ta không bao giờ dám ăn ngon, không bao giờ dám mặc đẹp, chỉ mặc vừa phải thô xấu, và chỉ ăn cơm thừa, cháo thiêu của ngày hôm qua thôi. Ông ta tiết kiệm đấy, như vậy đó. Rồi ở trong trường hợp này đó, chúng ta đã hiểu rõ cái nguyên nhân tại sao một người có phước tài sản, có nhiều tài sản mà không hưởng được, không có hưởng, là cái trường hợp của ông trưởng giả trong cái câu chuyện của bài kinh ngày hôm nay là như vậy đó. Nó còn nhiều cái nguyên nhân khác nữa, thưa quý vị. Một cái nguyên nhân thứ hai đó, tức là có người họ làm việc bố thí cho những người này, nhưng mà họ lại cướp lương thực của những người khác. Chẳng hạn như những anh chàng mà được mệnh danh là nghĩa hiệp, anh ta cướp của nhà giàu và đem cứu tế cho người nghèo, thì bố thí cho người khác thì anh ta được cái phước đời sau có tái luân chấp. Nhưng mà vì cái nghiệp đi cướp của người khác, cho nên cái nghiệp đó mà chặn lại làm cho anh ta không có phước để hưởng được cái tài sản mà anh ta đã bố thí. Anh ta chỉ có để cho có vậy thôi. Cho nên ở trong trường hợp này đó, chúng ta cần phải hiểu rằng hễ một người làm việc lành, làm việc thí mà có xen lẫn với cái phiền não, cái tâm phiền não, cái tâm cố quế, nó làm cho trở ngại cái thiện pháp, không có trổ quả một cách chư ý được. Bởi thế chúng ta phải hiểu rằng ở trong bộ kinh Milinda Panha, khi mà nói về phước thì ngài Nagasena ngài có nói đến 10 loại phước luân hồi, và ngài và thượng tịnh sử ngài ở phổ thành thơ thập phước luân hồi đó. Và trong kinh thẻ ngài cũng có đề cập đến là dựa theo chú giải của kinh Milinda Panha, sanh ra trong cái cuộc luân hồi này
ít có người hưởng được đầy đủ thập phước luân hồi lắm, thưa quý vị. Người mà có cái phước luân hồi đầy đủ, họ sẽ có người cha hiền đức, gọi là có phước luân hồi. Mình sanh ra ở đời mình có người mẹ hiền đức, biết thương yêu con cái là có phước luân hồi. Mình sanh ra ở đời mình có con cái nó hiếu thảo, cái đó cũng là cái phước luân hồi của mình. Sanh ra ở đời và được vợ chồng có cái sự tương ái tương kính với nhau, thương yêu nhau và thủy chung nhau cũng là cái phước luân hồi. Mình sanh ra ở đời mình có được quyến thuộc đông đảo và biết thương yêu hòa hợp với nhau cũng là phước luân hồi của mình. Sanh ra ở đời mình có nhiều bạn bè và những người bạn tốt, những người bạn trung tính, thì vậy cũng là phước luân hồi. Sanh ra ở đời mình có nhiều tài sản, có tài sản lớn cũng là cái phước luân hồi. Sanh ra ở đời mình có nhiều quyền lực chức tước trong xã hội, đó cũng là cái phước luân hồi. Mình sanh ra ở đời mình có thân khỏe mạnh xinh xắn cũng là cái phước luân hồi. Mình sanh ra ở đời mình có các cái giác quan tinh xảo để có thể hưởng thụ dục lạc một cách thỏa thích như ý muốn cũng là cái phước, cũng là phước luân hồi. Thì như vậy ở đây đó, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta được cái phước này mà chúng ta thiếu phước kia. Có người họ có cái lộc được sanh Phật thực, người này cho biếu tặng con cháu mua về nó dọn đầy vàng đó, nhưng mà người đó vì do thiếu cái phước cho nên cái vị giác của họ, họ không có ăn được, ăn không cảm thấy ngon và ăn chút rồi họ chán, họ ngán ăn rồi họ bỏ dở nửa chừng, họ chỉ nhìn thôi, có vật thật chỉ để nhìn thôi, không có ăn được đầy đủ. Hoặc là có tài sản nhưng mà cái thân ốm yếu bệnh hoạn không có hưởng thụ được, chỉ cất giữ tiền bạc để đó, hoặc là đem thì uống thuốc, đem cho thầy thuốc để đổi lấy cái sự sống, chứ có tài sản không có hưởng được gì hết. Cái đó cũng do cái nghiệp ở quá khứ. Do vậy chứ khi mà chúng ta hiểu được á, thì chúng ta nên nhớ như thế này nè: mình tạo phước vật thì song song đó mình phải tạo cái phước đức. Phước đức ở đây tức là cái sự giữ giới. Phước đức ở đây là chúng ta phải an trú vào lòng tin nơi Tam Bảo, an trú rồi vào lòng tin nghiệp báo, rồi chúng ta phải tu tập bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả để tạo cái phước đức. Như vậy thì khi mà chúng ta làm
làm phước là một lẽ, và chúng ta giữ giới, chúng ta đừng có sát sanh, đánh đập chúng sanh khác để sau này mình khỏi có sự bệnh hoạn. Mình làm phước bố thí nhiều, nhưng mà điều mình phải cúng dường những cái vật vừa lòng. Cúng dường những cái vật mà, những cái vật thực mà đem lại bổ khỏe cho người thọ thí, như cúng dường như chư tăng những cái thức ăn đàng hoàng đó. Có những người họ tiết kiệm, cho nên họ cái lúc đầu mùa bánh trái ngon lành họ không có dám bỏ tiền ra để họ mua, họ cúng dường đâu. Để đến khi mà nó qua mùa rồi, cái trái cây dư còn lại hay bánh trái bán đại hạ giá họ mới mua, họ đem cúng dường, thì thức ăn đó ăn vào có thể làm cho các vị tỳ kheo bị bệnh chẳng hạn. Thì do cái quả đó mà đời sau này họ được thức ăn, nhưng mà họ ăn không được, họ có lục thực mà họ hưởng không được đầy đủ viên mãn. Cái đó gọi là bố thí vật vừa lòng, bố thí vật quý trọng, cũng là tạo cái phước luân hồi thưa quý vị. Bố thí hợp thời cũng tạo cái phước luân hồi. Bố thí không phải như là cái vật cái đem quăng bỏ, thì cách bố thí rồi bố thí của bậc Sakudisadana là bố thí của bậc trí. Chúng ta học theo cách đó, nếu chúng ta không muốn đời sau chúng ta giàu có mà chúng ta hưởng không được, nó có nhiều nguyên nhân lắm. Nếu mà chúng ta phân tích ra thì chúng ta có rất nhiều nguyên nhân, mà ở trong kinh điển, ở chỗ này hay ở chỗ khác, khi mà chúng ta đọc qua, chúng ta phải góp nhặt ý nghĩa đó để chúng ta hiểu và chúng ta tu tập cho chính bản thân mình. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài điều qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thượng Sư. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, có vấn đề tế nhị ở tại đây là khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng một người gọi là sắc quân xá, một người chân nhân, một người thiên trí, một người có hiểu biết, thì khi mà có tài sản thì biết mang lại hạnh phúc cho mình, tức là biết hưởng cho mình, và biết mang hạnh phúc cho những người xung quanh mình. Thì khi mà mình nói là biết hưởng cho mình đó, thì có nhiều người nghĩ rằng như vậy là Đức Phật Ngài cũng ca ngợi cái sự hưởng thụ vật chất, có phải như vậy không? Thì chúng ta nên hiểu sao về điều này? Kính thỉnh Thượng Tọa Thượng Sư. Nam Mô Bổn Thầy. Thưa quý vị, chúng tôi đọc qua cái ý nghĩa đó, thì chúng tôi mới thấy rằng Đức Phật đúng là một vị Phật, chứ không phải là một người mạo nhận. Tại sao đúng là vị Phật? Vì chư Phật khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài chỉ nói lên cái sự thật mà Ngài giác ngộ, Ngài biết được. Chứ không phải giống như những vị đạo sư khác tỏ ra ta đây là người hoàn toàn là xu hướng theo cái pháp là ly dục, rồi cái gì cũng là ly dục, tự chuyện nhỏ chuyện lớn ly dục vậy thôi, nhịn ăn luôn đi,
Ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài không có khuyến khích là hãy mang lại hãy mang lại hạnh phúc cho bản thân. Ngài không phải, Ngài chỉ Ngài khuyến khích cái đó đâu. Nhưng mà ở đây Ngài nói lên cái sự thật là đời trước mình đã tạo được cái phước bố thí cúng dường, bây giờ còn sanh tử luân hồi đó, thì cái phước, cái quả phước nó phát sanh lên thì nó phải có cái lợi ích đến cho mình, lợi lạc cho mình, thì như vậy mới gọi là hưởng được cái phước báo. Chứ còn nếu như không hưởng được thì như vậy đâu gọi ở trên đời quá khứ làm phước để làm chi? Cho nên đây chúng ta phải hiểu được sự thật là gì. Một mặt khác á, là chúng ta thấy cái tính thực tiễn của Phật giáo. Một người giàu có nhưng mà không biết mang lại hạnh phúc cho bản thân, thì như vậy giàu có theo kiếp bổn xỉn, bổn xẻm, thì vậy chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Đến khi mà mình hưởng thụ thì lúc đó Đức Phật Ngài mới dạy là khi hưởng thụ, người cư sĩ hưởng thụ bất cam áp phô ghi, là người cư sĩ hưởng thụ dục lạc, thì phải có cái trí tuệ nhận thức được cái gì là vị ngọt của dục lạc, cái gì là sự nguy hiểm của dục lạc, cái gì là sự xuất ly của dục lạc. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Mười Chi là Đức Phật đã dạy như thế. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là từng giai đoạn mà Đức Phật Ngài dạy cụ thể. Bây giờ thậm chí chúng ta nói, thí dụ như một người con mặc dù lớn lên khó, nuôi dưỡng cha mẹ được, nhưng mà biết tự nuôi bản thân mình, không làm phiền đến cha mẹ, không phải làm gánh nặng cho cha mẹ nữa, thì cái đó cũng là một cái cách để làm cho cha mẹ vui vậy. Nói như vậy không có nghĩa là khuyên người con là chỉ nên biết tự nuôi bản thân mình, đừng nuôi cha mẹ, không phải khuyên vậy. Mà người trí họ khuyên, họ nói rằng nếu mà con mà không thể nuôi dưỡng cha mẹ được thì ít ra con cũng đừng có làm gánh nặng cho cha mẹ, đừng làm phiền cha mẹ, cũng đã là tốt rồi. Chúng ta phải hiểu cho cái lời nói đó, cái lời nói nào hiểu nghĩa thật thì nghĩa thật, lời nói nào phải hiểu nghĩa bóng thì nghĩa bóng. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì ở trong trường hợp này cũng vậy, Đức Phật không có ca ngợi cái việc hưởng thụ vật chất. Ngài chỉ nói rằng cái người có trí khi mà có tài sản Atanopinetiti là biết tự làm cho mình no đủ, rồi biết nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con, biết san sẻ với bạn bè, biết bố thí làm các cái công đức. Đức Phật Ngài dạy trong cái bài kinh Kamaphogi, các hạng cư sĩ hay là hạng người hưởng dục, Ngài đã dạy như thế.
Họ đã là như vậy rồi, Ngài còn nói rằng người cư sĩ mà ưu thắng nhất, ưu tú nhất là người cư sĩ khi mà hưởng dục là phải biết vị ngọt, có trí tuệ với vị ngọt, sức nguy hiểm và sự xuất ly của vị ngọt của dục lạc. Cái đó là thủ. Cho nên ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng lời nói này có nghĩa là Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta hưởng thụ dục lạc, phải. Mà Ngài chỉ nói một cách thực tiễn rằng người trí khi mà có tài sản tiền của không phải là cất giấu để dành đó để rồi chết bỏ lại một cách vô ích, hay là để đó mà trong khi tự bản thân mình bị đói khổ, vợ con bị đói khổ, cha mẹ bị đói khổ, bạn bè bị đói khổ mà có tiền của còn giúp ích được cho mình, cho ai hết, thì cái đó không phải là người trí. Người trí có tài sản là phải hiểu được cái công dụng của tài sản, là tài sản đó để nuôi chính bản thân mình cho được an vui. Mình phải nuôi dưỡng cha mẹ để cha mẹ được an vui, nuôi dưỡng vợ con để vợ con được an vui. Phải biết chia sẻ, giúp đỡ cho bạn bè, bà con họ hàng, cho bạn bè, bà con họ hàng được an vui. Thì như vậy các cách sử dụng tài sản hợp lý như vậy mới đúng với cái công năng của tài sản. Cái đó là cái cách của người trí. Ở đây Đức Phật Ngài chỉ muốn nói lên cái tính cách của người trí, chứ Ngài không có khuyến khích chúng ta là phải hưởng thụ. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 như vậy. Nam Mô Bụt Thầy. Sao chú kính trình Thư Tập Thầy Sư. Mà Thư Tập Thầy Sư có một vấn đề khác mà nó cũng tế nhị đó, là có nhiều lập luận như vậy là Đức Phật Ngài dạy chúng ta khi mà bố thí hay là giúp đỡ người khác đó, thì không nên phân biệt thân sơ, nghĩa là cái tâm nên rộng. Nhưng mà ở trong kinh thì chúng ta thấy không phải là một đoạn mà rất nhiều đoạn Đức Phật Ngài dạy là chúng ta sống nên nghĩ đến thân bằng quyến thuộc. Thì cái chuyện mà sống mà biết chăm sóc thân bằng quyến thuộc đó, quan tâm thân bằng quyến thuộc đó, nó phải là một cách phân biệt thân sơ hay không? Và trên cái quan điểm mà người ta có thể lý luận là nếu mà mình không phân biệt thân sơ thì mình đừng nghĩ là ai quyến thuộc ai không quyến thuộc, tất cả chúng sanh thôi. Nhưng mà tại sao Đức Phật Ngài lại nhấn mạnh đến là người mà biết người có trí là biết cái phận sự của mình, biết chăm sóc quyến thuộc? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoằng Hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái ý nghĩa này có lẽ chúng ta phải đọc kỹ lại chỗ cái đoạn kinh nào mà nói rằng bố thí là không phân biệt thân sơ. Chúng ta phải đọc kỹ lại. Chúng ta chưa từng gặp cái đoạn kinh mà Đức Phật Ngài dạy như thế. Chúng ta tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì chúng ta vô lượng chúng sanh, không có phân biệt, không có giới hạn, không có hạn lượng, thì đó là đúng. Nhưng mà bố thí đó thì có đôi khi mình phải tùy theo. Chẳng hạn như mình có tiền mình cúng dường cho các vị sa môn, lâm môn, cái thái độ và cái cung cách cúng dường nó phải khác hơn là cái thái độ mà chúng ta bố thí giúp đỡ cho cái người nghèo khó, người bần cùng.
rồi chúng ta giúp đỡ cho người ngoài đó. Nhưng mà với bậc hữu ân như là chúng ta nuôi nấng cha mẹ là một thái độ khác, phải có thái độ khác, chứ không phải xem cha mẹ giống như là những người ăn xin nghèo khổ, những ông già bà cụ neo đơn, rồi mình thấy thương mình nuôi. Không phải vậy, mình phải nuôi cha mẹ đàng hoàng, phải luôn luôn có sự kính trọng, tri ân và thương mến cha mẹ. Rồi lại nữa, khi mà chúng ta tiếp độ cho bà con quý thuộc là một thái độ khác nữa. Rồi chúng ta san sẻ tương tế với bạn bè là chuyện khác nữa. Cái thái độ đó chúng ta không thể nào mà chúng ta giúp đỡ cho bản thân mà cách giống như chúng ta cho người ăn mày nghèo khổ được. Cái tình bạn nó khác. Nhưng mà ở đây nói là nói như thế này, cái gọi là xã tài mà không có phân biệt đó, đó là trường hợp Bồ Tát đăng hành bố thí ba la mật. Biết là người đó có phải thật sự là người ăn xin ngủ hay là lừa gạt mình không biết. Nhưng mà hễ có người yêu cầu, có người xin đó, thì Đức Bồ Tát Ngài nghĩ rằng đây là cơ hội để ta tập dứt bỏ cái cấu quế bọn sẻn. Ngài nghĩ như vậy cho nên Ngài cứ cho. Dầu cho người ở ngoài khách quan họ nhìn vào họ nói Ngài cũng giống như là một người khờ, một người ngu si, nhưng không phải. Cái tâm của Ngài lúc đó là Ngài nghĩ đến cái chuyện là để thanh lọc tâm, để làm cho tâm nó được trang nghiêm, làm bậc trang điểm cho tâm, làm tư cụ cho tâm. Cho nên Ngài cứ bố thí, ai cần là Ngài cho, ai xin là Ngài cho, Ngài không cần biết. Thì có cái trường hợp đó là trường hợp gì. Còn cái chuyện trong đời sống hàng ngày mà chúng ta được gọi là đa nát hay là cha gác, chúng ta xả tài đó, nó bố thí thì nó, quý vị hiểu lầm, nó nghe nó nặng quá, không lẽ bố thí cho mẹ, cho cha. Cho nên thôi giờ chúng ta xả tài, chúng ta xả tài để mà chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ. Cái chuyện mà chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ xả tài đó, nó khác hơn là sự xả tài để chúng ta cứu tế chẩn bần. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên ở đây đó, mới phân biệt là làm lợi ích cho đời Lokattha Chariya. Bồ Tát làm lợi ích cho quý thuộc nhà Tattha Chariya, và làm lợi ích cho chính bản thân mình Attattha Chariya. Tức là mưu cầu quả vị giải thoát. Cho nên cái chỗ này đó, chúng ta cần phải đọc kỹ lại. Khi nào mà quý vị gặp cái bài kinh đó, cái lời nào mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta bố thí là đừng có phân biệt đó, thì quý vị ghi nhớ dùm cái xuất xứ cho chúng tôi, hay chúng tôi sẽ đi tìm ngay cái đoạn kinh Pali đó để xem coi quý vị dịch giả có cố tình dịch sai hay không cái đã. Chứ chúng ta cũng chưa có vội, khi mà thấy ở trong kinh có nói thì chúng ta cũng khoan. Thì ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị những điều mà trong cái câu hỏi thảo luận số 3 từ Tọa Di Đản vừa nêu đó. Nếu mà người nào nghĩ rằng Phật Pháp dạy phân biệt thì đó chúng ta khoan vội tin, cũng khoan vội bỏ, mà chúng ta phải đối chiếu với kinh, luật
chính xác hay không đã, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ phân tích để giải thích cho quý vị nghe cái chuyện mà chúng ta làm phước bố thí cúng dường, hay là chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, nuôi dưỡng quyến thuộc, giúp đỡ bạn bè, nó khác nhau hết. Rồi chúng ta bố thí cho người nghèo khổ ăn xin là khác nữa. Chúng ta cần kệ ai chê chúng ta tại sao bố thí còn phân biệt, nó kệ nè. Tôi không có thể xem cha mẹ tôi là giống như cho người ăn xin cái ổ bánh mì được. Chúng ta gặp vị tỳ kheo đi khất thực, chúng ta cung kính đặt vào bát vì đó một gói xôi. Không thể nào chúng ta nói rằng đặt bát cho vị tỳ kheo này cũng giống như hồi sáng tôi đi ra chợ mà tôi cho gói xôi người ăn xin vậy đó, không phải vậy. Nếu mà quý vị cho cái kiểu cách bằng nhau như thế đó thì cái phước đời sau nó tệ, lúc đó chúng ta đừng có than là tại sao đời trước mình chắc có lòng phước mà tại sao bây giờ mình phải bị cái tình trạng mà được tài sản nó không được như ý muốn như thế. Chúng tôi xin được chia sẻ về kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư. Sa thú kính trình thưa tổ tổ sư, xin thưa tổ quan hỷ trả lời cho một câu rồi chúng tôi đi nghỉ. Thưa tổ tổ sư, tiện đặng á, có phải là kêu không? Và mình tiết kiệm cho bản thân á, thì nó có phải là sự keo kiệt không? Ví dụ như là đời sống của mình ở thời buổi kinh tế khó khăn, hay là mình nghĩ đến là phải tích vốn để sau này mình có thể có tiền để làm ăn chẳng hạn, thì cái sự tiện đặng tiết kiệm đó có được xem là cái việc không? Xin kính thưa thượng tọa quan hỷ trả lời, rồi sau đó thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái sự keo kiết nó là khác. Mà tiết kiệm thì nó lại là khác. Cái hạ tiện với tiết kiệm, hai cái chữ này chúng ta phải hiểu khác. Một người mặc dù có nhiều tài sản nhưng mà họ chỉ thích được nhìn thấy những vàng bạc châu báu ở trong kho để mà ngắm nhìn thôi, nhưng mà nói rằng đem ra để đổi lấy vật thực ăn thì không dám ăn, xài nuôi dưỡng cho mẹ không dám xài, vợ con không dám, thì cái đó mới là cái sự keo kiệt, cái sự keo kiệt. Còn như trường hợp chúng ta trong đời sống này, chúng ta lỡ nghèo khổ, bây giờ có cái thức ăn, bữa nào mà có đi làm thuê là mướn được một ít tiền thì mua gạo thóc, mua thức ăn dự trữ đi dành ăn qua ngày, thì mình ăn phải tiện tặng chứ không phải là keo kiệt. Tiện tặng để duy trì lâu dài. Người mà ăn phung phí là như thế này, thí dụ như bản thân ăn chỉ có 3 chén cơm chừng một lon gạo thôi, hay là ở trong gia đình thêm vợ con nữa thì có ăn 3 lon gạo, nhưng mà nấu tràn gian đại hải 5 hay 1 lít nấu xong rồi cái ăn không hết đem đổ bỏ thì cái đó là phung phí. Cái này trường hợp mình phải tiện tặng. Tiện tặng cái liền nghĩa là mình phải biết đủ
mình phải biết đủ, mình phải biết tri túc, nhưng mà mình không nên kèo kiết. Quý vị nhớ cái sự tri túc sanh tu thi là ở cái mức độ trung đạo, chứ không phải là cái sự kèo kiết. Nhưng mà cái sự tiện tặng á, nó trung đạo chứ không phải là cái sự phung phí. Ở trong bài kinh Di Khách Chánh Lúng, tăng chi bộ kinh, khi mà thanh niên Di Khách Chánh Lúng đến bạch với Đức Phật, xin Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người cư sĩ chúng con để đem lợi, đến lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai. Thì Đức Phật Ngài dạy bốn pháp lợi ích hiện tại và bốn pháp lợi ích tương lai. Ở đây chúng tôi chỉ nói bốn pháp lợi ích hiện tại thôi. Đức Phật Ngài dạy rằng người cư sĩ Uttanasampada, thứ nhất là phải có cái sự siêng năng, chăm chỉ trong nghề nghiệp. Thứ hai là Anurakha Sambada, tức là phải biết gìn giữ tài sản, đừng để cho nó mất một cách vô ích, nó thất thoát một cách là vô ích, phi lý. Như là mình tâm hơn hết, mình để cho tài sản bị hỏa hoạn, bị nước lụt hay là bị cướp, vân vân. Thì cái đó chúng ta biết giữ tài sản vậy chứ không phải là gì bón sẻ nha. Quý vị nhớ chữ Anurakha Samada không phải là sự bón sẻ. Cái thứ ba đó, cái pháp thứ ba lợi hiện tại cho người cư sĩ là Kalajana Matata, tức là phải thân cận với bạn lành, phải biết lựa bạn mà chơi, lựa bạn tốt mà chơi, giao du, đem đến lợi ích hiện tại. Và cái thứ tư gọi là Samma-a-chi-vô. Samma-a-chi-vô là sống sống thăng bằng. Chỗ này Đức Phật Ngài giải thích đoạn kinh này rất rõ. Không quan phí, cũng không hà tiện. Vì này đi khách chánh núi, một người có tài sản mà họ sống quan phí, thì dư là người rồi không ăn núi cũng là phải lỡ. Còn nếu này đi khách chánh núi, một người có nhiều tiền bạc tài sản mà họ quá hà tiện, keo kiết, không dám ăn không dám xài, thì họ sẽ chết đấu trên cái đống vàng, chết đấu trên đống vàng, vân vân. Cái đoạn kinh này Đức Phật Ngài dạy kỹ lắm thưa quý vị. Có dịp khi nào quý vị xem trong tăng chi kinh cái phần mà tám chi Athaka Nipata thì quý vị sẽ gặp cái bài kinh đó. Còn nếu không thì quý vị xem nhanh đó, là xem ở trong cái quyển cư sử giới pháp chúng tôi đã phát hành, đã in ấn ra rồi đó. Trong quyển cư sử giới pháp là chúng tôi đã sưu tầm tất cả những cái bài kinh mà nó có liên quan đến đời sống cư sĩ mà Đức Phật đã thuyết cho người cư sĩ, những pháp môn mà Đức Phật đã thuyết cho người cư sĩ, chúng ta xem ở trong đó. Cư sĩ giới pháp, quyển cư sĩ giới pháp. Thì thưa quý vị, đời sống của người Phật tử chúng ta đó, luôn luôn chúng ta phải sống thiểu dục và tri túc. Thiểu dục Abhicca, tức là ít có sự ham muốn đua đòi. Và sống tri túc Santuti là chúng ta biết vừa đủ với cái gì nó có. Và cái sự tri túc ở đây nó gồm có ba: Yatha Santosa,
tức là dịch thà là phát sanh tô xá, tức là chúng ta biết vừa đủ với những gì mà nó phát sanh lợi lộc, nó phát sanh cho mình, mình đừng có, mình đừng có đòi hỏi thêm, đừng có đòi hỏi thêm. Chúng ta bằng lòng với những gì mà mình có được thì cái đó là tri túc, những gì đã có. Yatha pala santosa là biết vừa phải với những gì theo sức của mình. Cái sức của chúng ta chỉ có chừng đó thôi. Nghĩa là sức chúng ta chỉ mang đi được cái túi ba gang đầy tiền vàng với cái trọng lượng của mình và trọng lượng của con chim phượng hoàng mà nó bay được vào trong lớp liền, thì chúng ta bằng lòng với cái túi ba gang đó vậy mà còn sống. Còn mình không kể gì đến bay ngang biển mà cái sức của con chim phượng hoàng với trọng lượng của mình cộng thêm cái túi phượng hoàng đã dặn mai túi ba gang và mai túi chín gang thì nó không rớt xuống biển mà chết sao được. Cho nên mình phải tùy theo sức của mình. Rồi yatha sapaya santosa, tức là chúng ta biết vừa phải với những gì nó hợp, nó hợp luật. Khi mà nhận cái đó mà nó phi pháp á, thì coi chừng. Thí dụ như mình làm trong cái công việc gì, có ai đó nhờ mình, nhờ cậy mình giúp cho họ cái gì đó, rồi họ đem lại cho mình quà cáp, một giỏ quà, thì không đến nỗi là bị tham nhũng, bị tội tham nhũng. Họ đem cho, họ gửi tặng mình một chút ít tiền uống cà phê thì cũng không đến, mình nhận cũng không đến nỗi là bị tham nhũng. Đằng này mình nhận quá sức, mình nhận đến nỗi mà nghĩa là pháp luật bắt đầu ghét vào trong cái tội, trong cái tội phạm pháp á, nhận hối lộ, thì trong trường hợp này là mới nguy hiểm. Cho nên là chúng ta sống luôn luôn phải có sự tri túc vậy. Thì ở trong cuộc sống chúng ta, cái gì nó vừa phải thì ăn chắc mặc bền. Cho nên cái sự tiện tặng, khi nào có nhiều thì mình ăn xài hơi, mình ăn hơi nhiều một chút, ăn hơi thoáng một chút, chỉ thoáng qua thôi, hơi rộng chút xíu. Còn khi nào mà mình làm mà thu nhập ít á, thì mình nên tiết kiệm lại để những ngày khác nữa. Thì cái này không gọi là bỏng xẻ. Gọi là bỏng sẻn chỉ khi nào chúng ta tiền dư bạc để kìa, mà chúng ta không dám ăn, không dám xài, để cho vợ con chết đói, mình phải nhịn thèm, thì cái đó đó mới gọi là bỏng sẻn. Cái ý nghĩa đó rất là quan trọng thưa quý vị. Ý nghĩa rất quan trọng. Cho nên người Phật tử chúng ta học kinh điển, học Phật pháp, chúng ta cần phải luôn luôn có cái trí tuệ đi kèm. Đọc mỗi một lời kinh, một bài pháp, nghe một bài pháp, và chúng ta nghe ai nói đó, thì chúng ta phải so sánh cái kinh đối chiếu với luật, và chúng ta thấy nó hợp lý, hợp lẽ, thì chúng ta mới nên thọ trì. Còn không thì thôi, chúng ta bỏ qua. Chúng tôi xin được chức lời ở đây. Nam mô của thầy. Sau khi kinh thưa đạo tổ sư, chúng tôi xin có đề nghị quý Phật tử nhé, là nếu quý vị có thể giờ rảnh nghe lại những gì thưa đạo tổ sư đã nói ngày hôm nay, thì đây là một trong những điểm rất là tế nhị trong cái việc áp dụng Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ để thưa đạo tổ sư đi nghỉ. Và
Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có ở trước mắt, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân nghe được thì xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Pháp Đăng ơi, Thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta ngày hôm nay nói đến là một điều mà người ta gọi là không tốt, đó, gọi là double standard hay là tiêu chuẩn kép. Tiêu chuẩn kép có nghĩa là có những tiêu chuẩn áp dụng với nhóm người này mà không áp dụng với nhóm người kia, là người ta đòi hỏi rằng một tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến hạnh phúc á, thì Đạo Tân đang có nghĩ rằng là Đức Phật Ngài có dạy nhiều thứ hạnh phúc cho nhiều cái phạm vi khác nhau. Thí dụ như hạnh phúc cư sĩ thì khác với hạnh phúc người xuất gia, hạnh phúc người tu khác với người không tu, v.v. Thì tổ có thấy có sự khác biệt về lời dạy này không? Hay là khi nói đến hạnh phúc thì tất cả đều giống nhau? Kính thưa thượng tọa, hoan hỷ chia sẻ một vài suy tư của thượng tọa về điểm này. Ở trong cái câu của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như thế này. Bởi vì chúng ta thấy tâm nó cũng khác biệt với nhau. Bởi vì tâm nó tạo ra sự sai biệt trên đời. Như vậy thì cái hạnh phúc của chúng sanh đó, thì mình thấy cũng giống như tâm siêu thế, rồi tâm náo đại, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm dục giới, tâm vô nhân, tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân si. Thì thật sự đó, thì phân biệt nhiều như vậy để chúng ta thấy rằng giống như con người đó, giống có khuynh hướng ưa thích. Và nếu mà họ ở trong đời sống cư sĩ thì Đức Phật dạy cái hạnh phúc của người cư sĩ. Nhưng mà nếu họ chịu làm đạo sĩ đó, thì Đức Phật dạy cái hạnh phúc của đạo sĩ. Nếu mà họ làm vua chúa thì Đức Phật dạy hạnh phúc của vua chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, bởi vì chúng ta thấy Phật nói rằng một cái thiện tâm có thể sanh làm sắc đế lị đại phú, bà la môn đại phú, gia chủ đại phú, chư thiên đại thần lực. Một cái thiện tâm của mình nó có thể sanh như vậy. Thì rõ ràng khi mà sanh vào sắc đế lị đại phú thì cái hạnh phúc của sắc đế lị đại phú khác. Nếu mà gia chủ đại phú thì hạnh phúc gia chủ đại phú khác, bà la môn đại phú thì hạnh phúc bà la môn đại phú khác, chư thiên hạnh phúc của chư thiên khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, Ngài biết khuynh hướng của chúng sanh, nên khi mà Ngài thuyết pháp để tăng cơ trình độ chúng sanh, nên và Ngài cái tăng cơ trình độ chúng sanh ở trong cái cõi dục giới này, trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, hay là những người hướng đến sự giác ngộ giải thoát siêu thế giới Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái hạnh tu đó, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật là dạy A-la-hán toàn giác, A-la-hán độc giác, A-la-hán tinh văn giác, A-la-hán lục thông, A-la-hán tam minh, A-la-hán về phân tích, A-la-hán nhất minh. Như vậy A-la-hán cũng nhiều loại như vậy. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, thì Ngài cũng dạy, vì Ngài là bậc toàn giác, thấy toàn thể thế gian và Ngài thấy toàn thể hạnh phúc. Nên thường thường quý vị nghe ông Bà La Môn đó nói rằng Đức Phật Ngài biết hết về pháp thiện cho cõi vui, nhưng mà Ngài có biết pháp bất thiện cho cõi khổ không? Đức Phật Ngài nói hết. Nên nó thường thường chúng ta học nhiều pháp, 12 tâm bất thiện cho đi bốn đường các đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Đức Phật cũng trình bày đầy đủ trong bốn cõi khổ. Rồi bảy cõi vui dục giới với tâm thiện dục giới thì cho sanh lên bảy cõi vui dục giới, Đức Phật Ngài cũng giảng về cái cõi vui dục giới đó. Và những tâm thiền sắc giới thì Đức Phật cũng giảng về tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới thì Đức Phật cũng giảng về tâm thiền vô sắc giới. Và tâm siêu thế Đức Phật cũng giảng về tâm siêu thế. Như vậy, như vậy rõ ràng Đức Phật Ngài giảng dạy đó là tùy theo cái trình độ. Giống như cái cây rừng quý vị, cây lớn nó hút nước làm sao, cây nhỏ hút nước làm sao, rồi cây mới mọc nó hút nước làm sao. Nhưng mà trận mưa đó thì làm cho tất cả những cái cây cối được lớn với nước, nước. Tại cây lớn thì che lá, che nhiều nước, nó hứng nhiều. Còn cây nhỏ ở dưới thì nó lá lớn che, rồi cái lá nhỏ ở dưới hứng nước ít, nhưng mà nó vẫn sống quý vị. Đối với chúng sanh cũng vậy đó, sắc đế lị đại phú là những cái vua chúa, bà la môn đại phú,
gia chủ đại phú, rồi những người dân thường, hạnh phúc của người dân thường, hạnh phúc của người trưởng giả thường, Đức Phật cũng giảng dạy. Và Đức Phật đó thì ngày cha chúng ta biết rằng giống như mỗi người họ thích cái vật thực nào thì cái vật thực đó nó làm cho họ sống được. Hoặc là chúng ta nói rằng một cái người làm cái nghề gì vậy đó, mình thích làm cái nghề gì miễn sao mình làm sống được rồi, đừng ăn trộm cướp là được, nghề nào cũng được, sĩ nông công thương hư thì thành mục. Nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì Đức Phật cũng giảng dạy có những cái nghề nghiệp á, như là buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, một chất độc là mình đều thấy đó, thì cái nghề đó nó khổ nhiều hơn vui, có nghĩa là khổ nhiều hơn. Như vậy thì Đức Phật này cũng nói hết tất cả những cái nghề nghiệp người cư sĩ, hoặc là những cái đời sống người cư sĩ hạnh phúc nhân thiên, Đức Phật này cũng giảng hết. Ví dụ chúng ta thấy trong bài kinh trong của đây dành Đức Phật nói, người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người người quý cao sang, một viên kiều công chúa, một chiếc lưng đánh chúa, một thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Hay là người có được bạn lành, người màu da trong sáng, hoặc là những hạnh phúc trần gian cùng tiếng lạc cõi trời. Thì Đức Phật thì biết hết những cái như vậy. Khi người nói rằng đó là những cái thiện nhân, thiện quả thôi. Đó là một mắt xích nhân quả. Và Đức Phật thì giảng những cái mắt xích nhân quả là giống như một cái người mà biết tất cả rồi muốn ăn bánh gì đó. Đức Phật thì chỉ cách ăn bánh đó vậy đó, làm bánh ra rồi ăn cái bánh đó. Nên quý vị thấy cũng như mẹ của Na Cú La đó, gặp Đức Phật nói rằng con muốn gặp cha Na Cú La kiếp sau nữa. Thì Đức Phật này giảng về những cái pháp đó, đồng đẳng. Nếu mà có trí tuệ đồng đẳng, có giới đồng đẳng, có bố thí đồng đẳng, có tàm quý, có giới, có văn đồng đẳng, thì sau này sanh ra hai vợ chồng đồng đẳng nhau. Nhưng mà nếu hai người mà làm lệch lạc á, mình gọi là lệch, giống như đũa lệch, người chồng có giới, người vợ không có giới, người chồng có bố thí, người vợ không có bố thí, thì giống như đũa lệch vậy đó quý vị. Thì Đức Phật thì cũng nói đồng đẳng và ngày nói không đồng đẳng. Thường thường ngày nói, ngày dạy ví dụ như cha mẹ bố thí, con bố thí, mốt cha mẹ giàu, con giàu. Cha mẹ giữ giới, khuyên con giữ giới, mốt cha mẹ sống lâu, con sống lâu. Cha mẹ có trí tuệ thì đi nghe pháp, khuyên con đi nghe pháp, dạy pháp này kia nọ, thì mốt cha mẹ và con cũng có trí tuệ. Thì Đức Phật này dạy như vậy rõ ràng là phước vật, phước đức, phước trí, Đức Phật đều dạy hết. Mình muốn đồng đẳng hay muốn lệch lạc là tùy thôi mình thôi, chứ còn không phải do Đức Phật, do cái tâm của mình, do cái khuynh hướng của mình. Và những cái hạnh phúc nào mình gieo trồng được thì Đức Phật này cũng biết hạnh phúc đó mình hưởng thôi. Rồi những cái đau khổ nào mình chịu đó cũng là nhân quả mình gieo thôi. Đức Phật ngài là bậc thiên nhân chỉ đạo sư, ngài là bậc có sanh tử trí, thì ngài biết được cái hạnh nghiệp của chúng sanh là như vậy. Thì ở trong cái câu mà con xin trả lời với thượng tọa là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại, nếu gì cần nói thêm thì thượng tọa. Sa thú kính trình thượng tọa Pháp Đăng. Thưa quý vị, không biết quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không vậy? Dạ, còn vài giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin tiếp theo lời của chư Tôn Đức để nói thêm về một cái chữ mà quý vị nếu mà đọc ở trong kinh thì có cái chữ này. Chữ này nó hơi khó dịch một chút. Đó là chữ Nipaso, Nipapo. Nipapo là thứ vị, có nghĩa là cái con đầu đàn, như con trâu đầu đàn. Ở trong ở trong rừng đó, thứ vị có những loài thú nó đi từng đàn. Nhưng mà nếu chúng ta để ý thì có cái con đầu đàn, cái con đầu đàn đó gọi là Nipapo. Nhưng trong cái nghĩa, trong cái nghĩa bóng á, cái đó là nghĩa đen, nhưng mà trong nghĩa bóng đó thì có nghĩa là cái người dám tiên phong. Dạ, mà ở đây chúng tôi nhìn chữ là mạnh dạn, tức là người dám tiên phong, dám đề xuất, dám săn tả lên bắt tay. Tại vì đa phần á, chúng ta làm việc đó là có người nào lên tiếng, có người nào nói thì mình mới nói theo, có người làm thì mình theo. Dạ, mình chờ được người khác làm. Thì Đức Phật ngài dạy rằng một cái người mà
có trí, có tài sản đó, thì khi mà người thân bình thường đó mình giúp rồi, mà người thân gặp khó khăn đó, thì mình sẵn sàng mạnh dạn giúp, chứ mình không phải chờ cái sự hối thúc hay chờ người này người kia vận động. À, cái chữ disciple ở đây đó nghĩa là như vậy. À, thiệt ra thì nó hơi khó hiểu một chút nếu chúng ta không có hiểu rõ cái nghĩa đen, tức là cái người dẫn đầu, cái người đi trước, và đi trước trong cái việc giúp đỡ thân bằng quyến thuộc của mình. Và trải qua trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng tôi rất là mong quý Phật tử thấy được một điều như là thượng tọa Pháp Đăng và trước đây tọa Siêu đã có đề cập đến đó, là Đức Phật mặc dù Ngài dạy con đường giác ngộ giải thoát, nhưng mà Ngài cũng có những cái lời dạy cho đời sống người cư sĩ. Ngày hôm nay đó, đôi khi thưa quý vị, chúng ta cứ nghĩ rằng có một cái tiêu chuẩn để mà áp dụng cho tất cả. Thật ra đôi khi chúng tôi nghe những cái vị sư hay là một vài cư sĩ dựa trên một cái luận điểm và phủ nhận tất cả. Chúng tôi lấy ví dụ như là có những vị đi hành thiền rồi trở về lại chê bai hết tất cả những chuyện khác, nói rằng cái chuyện mà tụng kinh nó chẳng lợi ích gì, sao mà không ngồi thiền, hay là cái bố thí cũng dường chẳng không lợi ích gì, tại sao mà mình không lo đi tu tập mà lo bố thí. Thì khi mà chúng ta nói như vậy đó, không phải là chúng ta tu thiền là sai, nhưng mà chúng ta quan niệm rằng tất cả mọi người đều phải đi tu thiền hết á, thì cái đó thật ra nó không có đúng với tinh thần của Phật pháp đâu. Tại vì có những người tu thiền được, và nhất là thiền tứ niệm xứ thì rất là cao quý, nhưng mà chúng ta đem điều đó đem áp đặt cho tất cả mọi người á, thì cái đó là cái rất sai của chúng ta, và đó là cái bệnh muôn thuở, cái bệnh muôn thuở của những người có tín ngưỡng, có tôn giáo. Khi mình có cái niềm tin quá mạnh, hay là khi mình có một cái sự quá khoan hỷ ở trong một pháp môn gì đó, thì chúng ta chỉ biết có cái đó thôi, và chúng ta phủ nhận những giá trị khác. Nếu mà chúng ta để ý kỹ đó, thì Đức Phật Ngài có những cái lời dạy tùy theo cái cuộc sống. Ví dụ như là đời sống người cư sĩ, Đức Phật dạy có những hạnh phúc. Hạnh phúc là làm ra tiền một cách lương thiện là điều hạnh phúc. Làm ra tiền cũng là điều hạnh phúc, quý vị. Có tiền mà biết hưởng dụng một cách chân chánh cũng là một hạnh phúc. Mà có tiền mà giúp đỡ cho người thân cũng là một hạnh phúc. Có tiền để có cuộc sống không nợ nần cũng là một hạnh phúc. Thì nói tóm lại là nếu mà chúng ta dựa trên một cái quan niệm gọi là đậm chất về xả ly, về giác ngộ, về giải thoát á, thì mình cảm tưởng như ô, tại sao Đức Phật Ngài dạy những điều đó làm gì, thật nghĩa gì hết. Mình đi tu rồi thì mình bỏ danh, bỏ lợi, bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ điều, bỏ kia hết. Cái việc của chúng ta đó mà chúng ta phải để ý là chúng ta thường nói cho có nói cho sướng miệng, nói cho để phô diễn cái quan điểm cá nhân của mình, nhưng mà chúng ta không có cái nhìn gọi là nhìn cân phân, một cái nhìn vừa phải, cái nhìn trung đạo, cái nhìn của người có hiểu biết. Nếu mà Phật giáo, nếu mà Đức Phật Ngài dạy mà chỉ có một chiều, chỉ có những vị tu sĩ cạo đầu đắp y sống ở trong tu viện tu giới định tuệ đó, thì Phật pháp sẽ không tồn tại đến ngày hôm nay, và sẽ có rất nhiều người không được hưởng cái hạnh phúc. Vì vậy Ngài Narada, Ngài có nói rằng Phật giáo có thức ăn cho người lớn và có sữa cho trẻ em. Nói chung là chúng ta học Phật pháp á, thì phải có tinh thần trung dung, phải có tinh thần cận nhân tình, và nói cách khác là chúng ta phải có tinh thần thực tiễn, pragmatic, và phải thực tiễn. Một cái xã hội như xã hội Hoa Kỳ đó mà ngày nay phát triển được, nó cũng là một phần là cái tố chất thực tiễn nó có trong máu của người Mỹ. Chúng ta đi sang một số các quốc gia khác đó, cuộc sống người ta nặng về một cái lý tưởng, một cái quan niệm chúng ta gọi là chính trị cũng lãng mạn mà xã hội cũng lãng mạn, nhưng người Mỹ thì họ rất là thực tiễn. Chúng ta lấy một cái ví dụ là ở Mỹ này, mình ra đường mình mặc đồ đẹp, mặc đồ xấu, hay là lái chiếc xe đắt tiền hay lái xe rẻ tiền, nó không phải là cái thước đo tuyệt đối. Có những ông tỷ phú ông vẫn lái xe buýt khắp đất, tức là chúng như là xe bán tải đến đi đó đi, chứ không nhất thiết mình là tỷ phú mình ra ngoài mình phải lấy xe Rolls Royce. Không phải mình tỷ phú mình phải ra ngoài mình phải ăn mặc chỉnh chu, ăn mặc đồ vest mới gọi tỷ phú, mà người ta thấy ăn mặc sờ xoa cũng thấy là tỷ phú được. Thì
Thì nói chung đó là cái tinh thần thực tiễn nên được áp dụng tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cuộc sống. Và cái thái độ này đó, nó được xem như là chúng ta biết mình là ai, biết đang ở chỗ nào và biết cái gì lợi và không lợi. Chúng tôi lấy ví dụ là đem cái tiêu chuẩn của một vị tỳ kheo mà áp dụng người cư sĩ thì nó không đúng, nó hoàn toàn không đúng. Dạ. Và nếu mà mình hay nói cái này nó bắt qua cái kia mà mình không có để ý là mình hỏi ra điều đó được nói trên phương diện nào, nói vào cái gì. Do vậy khi mà chúng ta có dịp đi vào trong cái thế giới của kinh điển, như là trong giáo trình Tứ Ưng Bộ, và giống như quý vị nhìn qua những bài kinh mà trong phẩm Cô Xá Lá nói về vua Ba Xê nó đi đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ nhận ra rằng ở một vị vua đang trị vì thiên hạ, ở một người cư sĩ, qua đó Đức Phật Ngài đã truyền đạt, Ngài đã gửi một thông điệp đến cho muôn loài rằng ngay trong cái cuộc sống giữa mồi danh bả lợi, cuộc sống mà bao phủ về vật chất, thì ở trong đó có những thứ minh triết, có những cách suy nghĩ khéo léo mà một người cũng nên có, một người cũng nên ứng dụng. Chứ đừng có nghĩ một điều rằng mình tu là mình phải mặc áo nâu sồng rồi ở nơi thanh vắng, còn mọi thứ khác đều sai lầm hết. Chúng ta hiểu như vậy chúng ta chưa hiểu được Phật pháp đâu. Mặc dù ngày hôm nay đó thì có nhiều người hay đưa ra những lý luận, và điều này rất là đáng sợ thưa quý vị. Bây giờ ở tại Mỹ, ở Việt Nam chúng ta không biết, nhưng mà có những phong trào mà chúng ta tạm gọi giống như phong trào dị giáo, cultist. Người ta chỉ tin vào một vị thầy, người ta chỉ tin vào một vài pháp môn nào đó, và họ xem điều đó như tuyệt đối ứng dụng cho tất cả. Và thậm chí người ta phủ nhận luôn cả cái tính đa dạng của kho tàng kinh điển Phật giáo. Đây là một cái nhìn rất là cục bộ, cái nhìn rất là co cụm, không có lợi lộc gì, không có lợi lạc về sau này hết. Chúng tôi lấy ví dụ như là có những người Phật tử mà họ tin tuyệt đối vào vị thầy, tại họ nói rằng những vị khác là không biết về khí không, không biết về càn khôn thập linh. Rồi có những vị họ tin vào việc thờ cúng nghi lễ, thì họ xem những vị khác mà không biết về thờ cúng nghi lễ là những vị không có đạt đến cái tinh hoa Phật pháp và không có đáng trọng. Chúng ta hiểu như vậy rất là tai hại. Phật pháp không phải như vậy đâu. Phật pháp có một sự đa dạng rất là đáng kể, có thể vượt lên trên tất cả các tôn giáo. Và không nhìn thấy được sự đa dạng này thì chúng ta sẽ rơi vào ở trong cái tình trạng cục bộ. Và cái sự cục bộ đó nó dẫn đến sự tàn lụi của Phật giáo. Chúng ta tưởng tượng rằng Phật giáo mà chỉ giảng đặc biệt cho người lớn tuổi, hay chỉ đặc biệt giảng cho trẻ em, hay đặc biệt giảng cho những người theo phong trào hippie hay phong trào hiện sinh, thì thật ra Phật pháp không còn là pháp nữa. Phật pháp là một kho tàng mà ở đó nhiều chúng sanh thuộc nhiều hoàn cảnh, thuộc nhiều cá tính đó, có thể tìm thấy ở đó sự lợi lạc. Và do vậy chúng ta nên tập lắng nghe và nên tập tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn học thắng pháp, và thì tôi từ xưa là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi biên soạn và đúc kết đại học ngày hôm nay, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông đường, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp.
nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Sa ta sa ni do ca tăng bu ya pha lang mai an sa pe pha ki pha văn tu te ye tăng ca tăng su vi li tăng yên tăng bu ya pha lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de va gan tua vi ve ca yum sa pe